Chào các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì đây là bộ tủ điều khiển tưới vườn tự động do mình vừa lắp đặt xong. Thì cái này thì do người ta yêu cầu là người ta tưới thì một ngày người ta tưới 2 lần sáng chiều. Thì buổi sáng người ta tưới trong vòng bao nhiêu phút đó, rồi chiều tưới trong vòng bao nhiêu phút đó. Thì mỗi lần như vậy thì bật tắt và kéo dây nó cũng rất là bất tiện, nên người ta đi cái đường ống sẵn thôi, rồi lắp cái bộ điều khiển tự động này vào thì nó hoàn toàn tự động, sáng mấy giờ nó tắt, sáng mấy giờ nó mở, rồi nó mấy giờ nó tắt, rồi chiều cũng vậy, chiều thì nó bật tắt lúc mấy giờ thì hoàn toàn do mình cài đặt ha. Cài đặt vô trên cái đồng hồ này, trên cái bộ timer này. Đây là bộ điều khiển bộ điều khiển động cơ theo cái thời gian thực, là theo cái thời gian thực tế luôn. Trong cái bộ này nó gồm có cái gì thì nó cũng đơn giản thôi, bộ này cũng khá đơn giản. Nó gồm có một cái CV tổng, cái thumper, một cái relay trung gian, một cái khởi động từ và một cái relay nhiệt. Con này để bảo vệ cái motor khỏi quá tải hay cái vấn đề khác, ví dụ kẹt bật đạn cái gì đó. Còn đây mình có làm sẵn cái domino, thì đem về thì chỉ cần đấu nguồn với lại đầu bên này, đấu nguồn và đầu bên này gắn vào, cắm 2 dây motor vào là chạy được rồi. Nó đơn giản ha, không có phức tạp. Thì nó hoạt động sao? Nó hoạt động thì theo thời gian thực ha, do mình cài đặt ở đây. Đây là cái bộ để mình cài đặt đây. Thì hôm nay là thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu, 17 giờ 27 phút ha, 35 giây. Bây giờ mình thử cài đặt cho nó là lúc 13 giờ 29 phút nó mở, rồi 13 giờ 29 phút 20 giây nó tắt, để coi nó hoạt động sao ha. Thì mình bấm vô cái timer, thì xong cái ở đây nó có sẵn là chế độ thứ nhất là on này, một on là bây giờ nó là 10, lúc trước mình có cài đặt là 13 giờ 21 phút, còn bây giờ mình chuyển qua 13 giờ 29 phút. 13 giờ 29 phút on. Rồi, bấm tiếp timer off là lúc 13 giờ cũng 29 phút nhưng mà 20 giây ha. Rồi, mình bấm lock. Ok, nó nhảy qua màn hình chính. Các bạn nhớ là để chế độ auto nha, nếu mà tự động thì auto, còn nếu mà mình muốn bật sang chế độ tay cũng được. Bật sang chế độ tay thì mình chỉ cần bấm nút đỏ này thôi, menu này đó. Off này là off, tắt này là auto, này là on, on thì nó sẽ mở ha. Bạn thấy cái cuộn khởi động từ nó sẽ hút, bây giờ mình chuyển nó qua auto. Nhưng mà nếu trên 13 giờ 29 phút nó sẽ bật lại ha. Đó, 13 giờ 29 phút nó bật lại. Bây giờ 13 giờ 29 phút 20 giây thì nó sẽ tắt. Đúng 29 phút 20 giây nó sẽ tắt ha. Thì cái này ứng dụng rất là rộng rãi ha. Cái này mình có thể sử dụng bật tắt bơm, tưới cây cho sân vườn, hoặc là tưới cây trong cái nhà máy công nghiệp gì đó, hoặc là bật tắt cái thiết bị nào mà mình muốn hẹn giờ nó tắt mở mà công suất nó lớn thì mình có thể dùng cái mạch điều khiển như thế này, bộ điều khiển như thế này. Thì nó rất là thuận tiện. Phương tiện ha.
thuận tiện kinh tế tiết kiệm đó, cứ tới giờ bật tới giờ tắt thôi, mình cài đặt sẵn, thích giờ nào nó bật giờ nào nó tắt thì tùy. Ừ, mình chỉ việc cài đặt thôi. Còn các chế độ của nó thì nó rất là nhiều ha, nó có tới 28 chế độ tắt mở, 20, nó có thể tắt mở cái thiết bị 28 lần trong một ngày. Ừ, do mình cài đặt thôi. Đây nè, thứ nhất nè, nó có 28 chế độ tắt mở. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tới 28 chế độ lận. Có nghĩa là nó có thể tắt mở thiết bị 28 lần trong ngày đó. Tối đa là 28 lần trong ngày. Đó. 28 lần trong ngày. Nhưng mà trong cuộc sống bình thường thì trong túi vườn thì đôi khi người ta chỉ cần bật tắt 2 lần trong ngày thôi. Ừ. Hoặc là chiếu sáng thì có thể bật tắt một lần thôi, có nghĩa là chiều thì nó mở, còn chiều tối nó mở, rồi chập sáng thì nó tắt. Bộ này thì ứng dụng rất là rộng rãi. Rồi, các bạn thắc mắc gì thì nhớ thì có thể comment ở dưới hoặc là liên hệ số điện thoại của mình ha, để trao đổi thêm. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, thành công. Đừng quên, nếu mà các bạn thấy hữu dụng á, thấy hữu dụng hoặc là những thông tin nó có giá trị thì các bạn có thể like hoặc subscribe ha. Rồi, chào các bạn.